Đỗ Vũ Đức Hiền xin kính chào quý vị. Ngày hôm nay là ngày 25 tháng 6 ngày 26 tháng 5 năm 2016. Và chúng tôi đang lắp hai chiếc giường gỗ mun. Ok, mặt cái giá tạm thế rồi. Chúng tôi đang lắp hai chiếc giường gỗ mun và riêng về với phần mặt là chúng tôi chỉ là gá tạm thôi, bởi vì cái mặt là chúng tôi đang để hơi rất là nhiều, để đến khi để lâu đến lúc nó co ngót và hết chúng tôi mới dồn vào. Gá tiếp một cái nữa đi, cái này cho sập xuống. Thế được rồi, có thể gá tạm đấy, một cái đặt lên trên. Do cái mặt chúng tôi vẫn đang để ngơi đây, cho nên là chưa thể lắp vào. Đây chỉ là gá thôi, chắc chắn nó sẽ bị một đầu là sẽ gác lên trên thành. Đây là chiếc giường trong lòng 1m8 nhân với 2m và mẫu hoàng đế. Chiếc giường này thì hiện nay chúng tôi có một khách hàng đang đặt từ trước Tết âm lịch và đến đây bây giờ đã là hôm nay đã vào ngày 20 tháng 4 âm lịch thì chúng tôi mới xong được hai chiếc. Và chiếc bên kia gọi là chiếc B, còn bên này là chiếc A. Vừa nãy đang lắp bên ngoài nó đang bị nắng cho nên là bây giờ tôi sẽ quay chiếc B trước. Đây là đầu thấp. Đây trên mặt. Riêng cái mặt là lắp lẫn giường A giường B vào nhau. Đây là chiếc đầu cao. Ít là đi qua cửa hàng. Bên kia là khu B của chúng tôi. Bây giờ cái phần trung tâm nhìn ngắm chính là cái đầu cao này. Hiện nay hàng vẫn đang nguyên để mộc, vẫn còn chưa cạo nhẵn và chưa đánh dây giáp. Và từ đây đến lúc xong thì phải mất chừng độ 5 ngày. Tuy nhiên là chúng tôi sẽ gọi điện để xin ý kiến khách hàng xem là cái mặt sẽ dồn vào ngay hay là cứ để ngơi như thế này. Nếu để ngơi như này thì quý khách sẽ phải chấp nhận là trên mặt nó sẽ hơi nghiêng và để lâu rồi gia đình sẽ tự gõ vào. Như vậy cái mặt chúng tôi là vấn đề tháo rời và không gắn. Đấy. Quay lại gần. Cách làm này là học tập. Có cái bỏ cái ra quay cả. Bây giờ tôi đang quay sang cái giường A. Thực ra là cái việc mà lắp giường mà mặt chưa vào được hết như thế này là trông rất là xấu. Nhưng mà do là cái cần phải quay ngay để cho khách hàng xem cho đỡ sốt ruột. Thì như vậy là hàng đến lúc này mới xong được 95%, đã phải quay phim để cho khách hàng xem. Hiện nay quý vị đang xem chiếc A. Nhấc một cái mặt ra đây. Hiện nay những người thợ của tôi trong này cũng đang đánh. Nhấc một cái mặt ra. Bác Ân ra nhấc đi. Đang đánh chiếc sập mà mặt 15 điểm đây. Chiếc sập này tôi nghĩ rằng là cũng sẽ nhanh chóng lên đường thôi, vì vân nó đẹp như thế này. Hiện nay chúng tôi đang phải nhấc một cái lá mặt ra. Dựa vào cái giường kia.
nhấc một lá mặt ra để quay phía phần bên dưới cho quý khách xem. Đấy, cứ dựa vào đấy thôi, để tí nữa cất đi. Chị cứ dựa dịch ra xong rồi dỡ nốt cả hai cái mặt này ra đi, để chuẩn bị chú Long ra dỡ đưa vào trong nhà. Đấy là chiếc B, còn bên này chiếc A. Rồi tôi dỡ cái mặt ra để tôi quay gần lại quý vị xem được cái thành và các cái thang. Bên dưới này là 7 chiếc thang này bằng gỗ nghiến và to như cái bắp bồ. Tóm lại là cái giường này có thể nói là cả trăm người đứng lên không dung tinh gì. Bởi bản chất gỗ mun nó rất là cứng vững chắc. Nhưng mà tháo luôn đây. Rơi hết ra. Ghi số cái này vào. Thôi không, cái mặt không cần số. Mặt không cần. Khánh luôn trong nhà đi. Khánh luôn trong nhà bác ạ. Đây đi lối nào đây? Đây. Một cái mặt thôi nhưng mà rất là nặng. Cho nên hai người là khênh rất là chật vật. Bên kia quê của tôi và cái hai chiếc sập này đang được lắp tại phía trước tầng 1 khu A của chúng tôi. Là đồ gỗ Đức Hiền, nằm tại làng Mộc Đại Nghiệp, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Và hai chiếc sập này thì được mang mã số là hai chiếc giường gỗ mun này, để tôi đã ghi mã số đây nhưng lúc nãy bận còn chưa cầm được. Mang mã số là GM260516, tức là giường mun ngày 26 tháng 5, lắp lên ngày 26 tháng 5 năm 2016. Tôi đang để ngơi rất là chặt, làm nó số đo nó đang dư ra. Tôi xin nhắc lại là giường mun này mang mã số GM, tức là giường mun 260516, tức là lắp ngày 26 tháng 5 năm 2016. Xin quý vị liên bớt chút thời gian truy cập vào đồ gỗ Đức Hiền.com hoặc liên lạc với kỹ sư Đức theo số 0984666999. Đức Hiền xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong những clip sau. Trước khi dừng máy, tôi xin lưu qua cái mặt sập 15 điểm để quý vị thưởng thức. Chiếc sập vân bên trong và bên ngoài đều đẹp như nhau.